Quý bà con đang nghe bản tin podcast về thị trường lúa gạo của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Bản tin được phát trực tiếp lúc 6 giờ sáng thứ 3 và thứ 7 hàng tuần. Hôm nay ngày 18 tháng 11 năm 2023, cập nhật mới nhất từ khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi hôm nay điều chỉnh tăng mạnh từ 100 đến 200 đồng một ký đối với nhiều chủng loại lúa. Đáng chú ý, lúa thu đông tại nhiều địa phương được thương lái thu mua với giá 9.400 đồng một ký, tăng gần 1.000 đồng so với vụ hè thu. Thậm chí có nhiều thương lái đã bắt đầu cọc mua lúa đông xuân sớm với giá 9.300 đồng một ký. Chi tiết giá như sau. Theo đó, tại khu vực An Giang, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ bất ngờ tăng mạnh 100 đến 200 đồng một ký với chủng loại lúa thơm. Cụ thể, đài thơm 8 dao động quanh mốc 9.200 đến 9.400 đồng một ký, tăng 200 đồng một ký. OM18 tăng 100 đồng một ký lên mức 9.100 đến 9.300 đồng một ký. Nàng hoa chính tăng 200 đồng một ký lên mức 9.200 đến 9.450 đồng một ký. Với các loại lúa còn lại, giá đi ngang cụ thể như sau. IR50404 duy trì ổn định ở mức 8.800 đến 9.000 đồng một ký. OM5451 dao động với giá 8.900 đến 9.000 đồng một ký. OM380 giá từ 8.600 đến 8.800 đồng một ký. Với lúa nếp, giá tiếp tục đi ngang trong phiên giao dịch cuối tuần. Cụ thể, nếp An Giang khô ổn định quanh mức 9.400 đến 9.800 đồng một ký. Nếp Long An khô ở mức 9.400 đến 9.800 đồng một ký. Nếp An Giang tươi dao động từ 7.000 đến 7.200 đồng một ký. Nếp Long An tươi có giá từ 7.700 đến 8.000 đồng một ký. Riêng đối với khu vực Kiên Giang, Long An và Đồng Tháp, giá lúa tiếp tục neo cao. Cụ thể, RVT có giá từ 8.200 đến 8.500 đồng một ký. Lúa DX1 dao động từ 7.300 đến 7.500 đồng một ký. Lúa XT24 có giá từ 8.800 đến 9.200 đồng một ký. OM34 dao động từ 8.200 đến 8.500 đồng một ký. OM4900 có giá từ 8.300 đến 8.600 đồng một ký. OM18 dao động từ 9.100 đến 9.400 đồng một ký. VNR20 có giá từ 8.300 đến 8.500 đồng một ký. Lúa tài nguyên có giá từ 8.200 đến 8.400 đồng một ký. Như vậy, ghi nhận tại các tỉnh thành thuộc đồng bằng sông Cửu Long, thị trường lúa gạo hôm nay giao dịch lai rai, giá lúa các loại tương đối ổn định. Tại nhiều địa phương đang bước vào giai đoạn thu hoạch rộ với lúa thu đông 2023, nhiều thương lái tranh mua lúa với mức cao là 9.400 đồng một ký, tăng gần 1.000 đồng một ký so với vụ hè thu. Điều đáng bất ngờ là nhiều thương lái bắt đầu đặt cọc thu mua lúa đông xuân với giá 9.300 đồng một ký, dù nhiều trà lúa chỉ mới xạ được khoảng 20 ngày đổ lại. Trên thị trường gạo, tại các kho giá gạo không biến động, thị trường giao dịch lai rai. Cụ thể, gạo nguyên liệu IR504 ở mức 12.900 đến 13.000 đồng một ký. Gạo nguyên liệu OM18, đài thơm 8, dao động quanh mốc 13.600 đến 13.700 đồng một ký. Gạo thành phẩm OM5451 duy trì quanh mức 15.400 đến 15.550 đồng một ký. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay tiếp tục xu hướng đi ngang. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, hiện giá gạo xuất khẩu 5% tấm ở mức 653 đô la Mỹ một tấn. Giá gạo loại 25% tấm dao động quanh mức 643 đô la Mỹ một tấn. Bà con cũng lưu ý, hiện giá lúa tươi liên tục biến động nên sẽ có sự chênh lệch giữa các địa phương và chủng loại lúa. Đến đây, bản tin podcast về thị trường lúa gạo của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông thực hiện cũng kết thúc. Hãy đăng ký kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông để cập nhật những thông tin hữu ích về nông nghiệp. Mến chào và hẹn gặp lại quý bà con trong bản tin tiếp theo. Phú Nông mang đến sự khác biệt.